1, 2, 3. Chào các bạn, thì hôm nay Hoàng sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký để lấy giấy xác nhận sinh viên, để làm bài thi sinh viên, hoặc là các giấy xác nhận vay vốn hay là hoàn nghĩa vụ nhân sự nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào địa chỉ website là sv.hcmof.edu.vn. Được chưa? Thì khi đó nó hiển thị cho anh chị một cái bảng thông báo như vậy. Được chưa? Thì anh chị nói với các anh chị sinh viên mà đánh hệ thống đánh giá điểm rèn luyện kênh anh chị kịp vào đây ha. Được chưa? Còn cần hôm nay hoàn dạng hệ thống đăng ký giấy xác nhận. Yeah. Thì khi đó nó sẽ yêu cầu anh chị đánh cái mã số sinh viên của anh chị vô. Mật khẩu của anh chị nó là ngày tháng năm sinh của anh chị ha. Năm sinh chị đánh đủ 4 số ha. Sau đó anh chị đăng nhập ha. Yeah. Rồi nó sẽ hiển thị cho anh chị cái thông tin. Được chưa? Sẽ hiển thị anh chị cái thông tin. Đó. Được chưa? Hiển thị cho anh chị cái thông tin. Thì yêu cầu anh chị là cập nhật thông tin, thì anh chị đánh ngày tháng năm sinh anh chị lại ha. Anh chị đánh ngày nè, tháng nè, năm. Được chưa? Rồi giới tính của anh chị ha. Hộ khẩu của anh chị đi theo địa chỉ hộ khẩu của anh chị nha. Hộ khẩu nha, huyện, quận, thành phố ha. Số chứng minh, ngày cấp, nơi cấp, số điện thoại. Và ngày cấp các anh chị thấy cũng ghi là ngày tháng năm đầy đủ nha các anh chị. 5 rồi 4 số luôn ha. Nơi cấp sau đó chị cập nhật thông tin ha. Được chưa? Cập nhật thông tin. Đó. Rồi hoặc anh chị đổi mật khẩu gì đó. Sau đó anh chị chuyển qua chứ anh chị nhớ khi anh chị đăng nhập lần đầu thì anh chị nhớ cập nhật đúng thông tin. Vì nếu sai thông tin thì khi đó phòng công tác viên sẽ in ra cho anh chị mà thì in theo mẫu anh chị đăng ký rồi. Thì khi đó chỉnh sửa thì các anh chị không thể chỉnh sửa được nha. Mà anh chị chỉ chỉnh sửa được website này thôi nha. Được chưa? Khi đó in ra thì anh chị tự chịu với giấy tờ các anh chị in ra nha. Và lưu ý nếu đối với thẻ sinh viên á, anh chị nếu ghi sai thông tin đó các anh chị sẽ không được làm lại thẻ sinh viên. Chị phải cập nhật lại thông tin và in lại nha. Tốn thời gian thêm các anh chị. Sau đó anh chị vô hệ thống giấy xác nhận ha. Anh chị đăng ký nè. Được chưa? Thì trong đây nó hiển thị cho anh chị những cái loại giấy tờ anh chị cần. Ví dụ như tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nè, vay vốn ngân hàng nè, đi xe buýt nè, bổ sung hồ sơ nè, làm bài thi sinh viên nè. Các bạn cần đây là làm bài thi sinh viên, các bạn chọn ha. Được chưa? Đó. Khi đó các anh chị ở đây làm xong rồi. Được chưa? Đây, nó anh chị cần bao nhiêu cái. Được chưa? Anh chị hoàn tất hồ sơ ha. Được chưa? Rồi, nó sẽ báo cho anh chị đây. Đó. Đây nó sẽ báo cho anh chị nè. Ngày thứ 3 ngày 6 tháng 11. Được chưa? Chị sẽ lên từ 14:30 đến 6 giờ. Anh chị lên đấy nha các bạn. Và lưu ý trong quá trình lên thì anh chị nhớ cái mã số này nha anh chị. Để anh chị cung cấp để cho các thầy cô, các bạn ở phòng sinh viên hỗ trợ tìm hồ sơ cho các bạn nhanh hơn. Được chưa? Sau đó bạn nhận hồ sơ xong các bạn qua ngân hàng kế bên đó các bạn làm ha. Được chưa? Các bạn lên kế bên luôn bạn làm. Được chưa? Và lưu ý bạn nhớ đem theo hình nha các bạn. Đem theo hình nha bạn. Được chưa? Để bạn dán lại. Được chưa? Rồi bạn qua ngân hàng. Cái bên đó ở nhà Thiên Lý luôn nha các bạn. Rồi ở đó thì bên ngân hàng sẽ hỗ trợ các bạn thêm nha. Rồi các bạn.